Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo mưa rông diện rộng và mưa lớn cục bộ ở khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới, cảnh báo người dân đề phòng thiên tai như lũ lụt, lũ quét, sạt lở đất xảy ra. Trong những ngày qua, mưa rông xuất hiện trên diện rộng, cục bộ có mưa to đến rất to. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông rải rác. Riêng chiều và tối có mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 80 mm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to đến rất to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Vùng biển ngoài khơi từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Tàu thuyền và các hoạt động khác tại vùng biển phía Nam đều có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng bởi thời tiết xấu. Riêng vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau và Nam Biển Đông bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa còn chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Tại khu vực Nam Bộ, Đài khí tượng Thủy văn khu vực này cho biết mưa to đến rất to cục bộ trên 100mm sẽ xuất hiện ở Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang. Khả năng mưa lớn diện rộng sẽ kéo dài đến hết ngày 10 tháng 6. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Giải thích về hiện tượng thời tiết xấu hiện nay, thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan nói do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới vắt ngang qua khu vực quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, giải hội tụ này khiến cho gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh. Bên cạnh đó, trên biển Đông, ở phía đông bắc quần đảo Trường Sa, có một nhiễu động đang mạnh lên thành vùng áp thấp. Thêm vào đó, ngoài khơi Philippines, có một áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão và sẽ trở thành cơn bão số 3 trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương các hình thái thời tiết xấu này kết hợp lại gây mưa rông diện rộng cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên đất liền của nước ta các dự báo mới nhất cho rằng đến ngày 13 tháng 6, áp thấp trên biển Đông cũng sẽ mạnh lên thành bão. Đường đi và diễn biến cụ thể của nó như thế nào còn phải tiếp tục theo dõi thêm. Còn cơn bão ngoài khơi Philippines sẽ không vào nước này mà đi ngược lên phía bắc, khả năng hướng tới Đài Loan. Các hình thái thời tiết xấu này sẽ gây mưa rông kéo dài trên diện rộng trong những ngày tới. Một số nơi mưa sẽ xuất hiện từ sáng sớm. Các hoạt động trên biển cần đề phòng thời tiết xấu, biển động, bà Lan cảnh báo.